Một lô đất nằm ngay khu dân cư Hùng Vương, cách biển và Lotte chỉ vài phút đi xe và giá tốt nhất khu vực dành cho các anh chị. Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của anh Hiệp, và hiện tại em đang có mặt ở khu dân cư Hùng Vương. Và như anh chị cũng có theo dõi kênh của anh Hiệp thì anh chị cũng biết đây là một trong những khu đáng sống nhất ở Phan Thiết ha anh chị ha. Và trước khi em chia sẻ chi tiết về cái lô đất thì em sẽ quay cho anh chị xem cái bối cảnh xung quanh lô đất của mình như thế nào. Và hiện tại thì giờ này cũng hơi trưa cho nên đường nó sẽ hơi vắng tí xíu nha anh chị. Và cũng tranh thủ quay cho anh chị cho nên trời cũng đang mưa, thì ví dụ mà khung hình hay là có cái gì thì anh chị cũng thông cảm bỏ qua giúp em nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở đường Hoàng Bích Sơn, và anh chị cũng có thể biết là đây là một trong những con đường chính, trục đường lớn của thành phố Phan Thiết rồi anh chị ha. Ở ngoài phía bên tay trái em đây nè, đi ra nó là đây cũng là đại lộ Hùng Vương rồi. Thì bên đây là đại lộ Võ Văn Kiệt, thì nó nằm ở giữa hai cái đại lộ lớn của Phan Thiết. Và để anh chị không đợi lâu thì em cũng xin vào chi tiết của lô đất chúng ta ngày hôm nay ha. Thì với diện tích là 100m2, thì như anh chị biết thì ở đất đô thị thì cái diện tích đó là diện tích phổ biến rồi ha anh chị ha. Và từ cái vị trí của mảnh đất mà chúng ta đi về Lotte hoặc là đi ra biển thì nó cũng rất là gần, chỉ vài phút đi xem nha anh chị. Và đi phía bên tay phải hay tay trái của em thì nó vẫn thông ra được nha anh chị. Còn anh chị đi hướng ngược lại thì anh chị có thể ra mũi né. Thì có thể cái vị trí của lô đất này nó nằm ngay cái trục giao thông mà có thể rất là thuận lợi cho anh chị trong cái việc di chuyển anh chị ha. Và quay lại với cái lô đất của chúng ta ngày hôm nay thì với diện tích 100m2, mà tại vì nó là đất trống nha anh chị, thì anh chị cũng biết dạo này trời thì hay mưa gió thất thường á, thì bây giờ em đang đứng đây thì cũng có mưa đó, nhưng mà nó mưa bay bay thì anh chị có thể không thấy. Thì anh chị cũng biết là trời mưa thì những cái mảnh đất trống mà không có ở thì đương nhiên cỏ cây nó sẽ mọc lên, thì nó hơi tùm, hơi phải nói là hơi dơ tí xíu. Mà nếu anh chị mua để đầu tư, mình về mình dọn dẹp lại một chút thì mình xây nhà hoặc là đầu tư kinh doanh lên thì nó cũng sẽ khang trang như những hàng quán hoặc là nhà dân ở đây ha anh chị. Và nếu như anh chị nào mà ở xa mà muốn mua đầu tư mà mình không có thời gian để mà mình dọn dẹp á, thì bên em cũng có thể hỗ trợ thêm cho anh chị phần này. Và quay lại với lô đất của chúng ta với cái diện tích là 100m2, thì như lúc nãy em cũng đã nói trong đầu video á, là cái giá này là giá tốt nhất khu vực dành cho anh chị. Và đương nhiên ở bên em á, làm thì chắc anh chị xem kênh của anh Hiệp nhiều thì anh chị cũng sẽ biết là cái tiêu chuẩn của bên em làm là sổ sách nó phải rõ ràng đầy đủ và giá cả phải công khai minh bạch. Và ngoài cái giá cả công khai minh bạch thì bên em luôn là cái giá thấp nhất dành cho các anh chị nha. Và lô đất của chúng ta ngày hôm nay nó nằm ở con đường Hoàng Bích Sơn, thì nó nằm giữa cái hai cái đại lộ chính, đó là đại lộ Hùng Vương bên phía bên tay trái em và đại lộ Võ Văn Kiệt bên phía bên tay phải. Thì nó cũng là một trong những con đường chính, nó nằm trong lõi của thành phố rồi ha anh chị ha. Và cái giá hôm nay cho cái lô đất và với diện tích là 100m2 thì chiều ngang của nó là 5 và chiều dài của nó là 20 nha anh chị. Và nó nằm ngay con đường Hoàng Bích Sơn, là một trong những con đường chính của trung tâm thành phố Phan Thiết ha anh chị ha. Và em cũng xin công khai cái giá cho lô đất của chúng ta ngày hôm nay, đó là 3 tỏi 800 cành. Và nếu như anh chị nào mà thiện chí thì mình có thể thương lượng được nữa nha anh chị nha. Thì ở đây ngoài cái việc mà nó gần biển, gần Lotte ra thì nó còn gần các trung tâm hành chính của thành phố nè ha anh chị ha. Và ở đây á, các hàng quán xá cũng rất là nhiều. Và như anh chị cũng biết là cái cao tốc nó vừa hoàn thành xong thì dạo gần đây nè, và từ trước rồi thì Phan Thiết cũng đã là một trong những địa điểm du lịch thu hút khách rồi, thì bây giờ cái cao tốc nó hoàn thiện xong thì lượng khách đổ về Phan Thiết thì nó càng ngày càng nhiều ha anh chị ha. Thì tí nữa để ra ngoài đầu đường đại lộ Hùng Vương á, thì em sẽ quay cho anh chị xem cái bối cảnh của Phan Thiết sau khi cao tốc hoàn thành thì nó sẽ như thế nào ha anh chị ha. Và cái lô đất ngày hôm nay của chúng ta như lúc đầu em cũng đã nói á, thì tại vì dạo gần đây trời mưa hơi nhiều cho nên nó đã có ranh mốc rồi nha, nhưng mà cỏ cây lên hơi nhiều cho nên mình cũng không thấy rõ được ranh mốc. Nhưng mà về cái phần này anh chị cứ yên tâm ha, thì bên em làm thì phải chuẩn chỉ về các vấn đề như sổ sách, ranh mốc. Thì bên cạnh đó bên em còn hỗ trợ cho anh chị về cái vấn đề mà trước, trong và sau khi mình mua cái bất động sản của bên em nữa, thì về cái vấn đề này anh chị cứ yên tâm ha. Và tóm lại thì thông tin lô đất của chúng ta ngày hôm nay nó cũng chỉ có như vậy thôi. Nếu anh chị quan tâm tới cái lô đất ngày hôm nay của bên em cũng như các sản phẩm khác thì anh chị có thể vào cái trang fanpage Người Tốt Bán Đất để anh chị có thể xem được nhiều sản phẩm mà theo nhu cầu của anh chị. Thì đất nào bên em cũng có bán thì anh chị cứ vào đó để tham khảo. Và nếu anh chị ưng ý cái lô đất này cũng như những lô đất khác bên em thì anh chị có thể liên hệ với bên em với số điện thoại bên dưới phần mô tả để bên em có thể hỗ trợ và
phục vụ anh chị một cách tốt nhất nhé. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị ở video sau ạ.